Xin chào mọi người, thì đây là một cái video để phục vụ cho bài học phần tổ chức tin bài đa phương tiện chứ không phải là có thật ở ngoài. Xin chào mọi người, thì sau hơn 2 tuần im lặng thì hôm nay mình quyết định lên tiếng về cái lùm xùm vừa qua của mình khi mà mình dự đám cưới của ca sĩ Bình Nhi. Thì tại đám cưới đó mình đã có lên vui với bạn mình hai bài hát, đó là bài Đời Thông Hay Mộ và bài Các Nửa Vòng Trăng. Thì thật sự sau khi mà mình hát xong thì mình không nghĩ là cái mức độ lan truyền về cái video đó nó nhanh đến như vậy. Có cả trên Facebook, Zalo, rồi Instagram, mọi thứ nó rất là rối. Thì mình bị công kích rất là nhiều sau khi mà mình cái video đó lọt ra ngoài. Thì hôm nay mình cũng lên chia sẻ với mọi người rằng là khi mình hát bài đó thì không phải là đó là một bài hát yêu thích của mình, cũng của Bình Nhi bạn mình nữa, nên mình chỉ lên muốn lên góp vui rồi thôi, chứ không có mục đích xấu khác trong ngày vui của bạn. Thì mình cũng có gửi lời cảm ơn, gửi lời xin lỗi đến Bình Nhi. Và khi mà nhận được những cái lời công kích nó rất là nhiều như vậy thì mình cũng có một sự hoảng loạn, và mình đã đóng Facebook cho đó 2 tuần. Thì bây giờ mình quyết định lên tiếng để nói với mọi người là đó là một cái sự cố rất là đáng tiếc trong cái quá trình mà hoạt động nghệ thuật của mình từ trước đến nay. Thì mình cũng có gọi điện thoại để xin lỗi vợ chồng của ca sĩ Bình Nhi, và bạn ấy thì mặc dù nói là không sao cả, nhưng mà thành thật mình rất là cảm thấy có lỗi trong ngày vui của bạn mình. Và mình muốn gửi lời xin lỗi này đến vợ chồng Bình Nhi cũng như là tất cả những cái quan khách có mặt trong cái buổi đám cưới ngày hôm đó, cũng như là fan của mình, fan của Bình Nhi, tất cả mọi người yêu quý chúng mình. Những cái lời công kích của các bạn thì thật sự rất là nhiều, ngay cả trên Facebook cũng như là trong điện thoại của mình, kể cả những cái cuộc gọi lúc 1-2 giờ sáng nữa. Nhưng mà thật sự thì mình, bản thân mình là đáng trách hơn, vì mình sử dụng bài hát không phù hợp trong cái ngày đám cưới của họ. Và mình cảm thấy đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm rất là quý giá, rất là đáng nhớ trong cái cuộc đời của mình nữa. Và sau khi mà mình tĩnh tâm lại rồi thì mình cảm thấy là mình phải có một cái gì đó để chia sẻ đến mọi người, để mọi người không có cái một cái gì khác hơn, không còn là đăng đàn công kích mình nữa. Vì cái đó không cái đó là do cảm xúc mình lúc đó, là mình cũng không biết rằng là tại sao lúc đó mình lại có những cái hát, những cái bài mà nó không phù hợp trong cái ngày đám cưới nữa. Và qua đây thì mình cũng cảm ơn, rất là biết ơn những cái fan hâm mộ, những bạn bè luôn ở bên cạnh mình trong lúc mình gặp dính một cái phốt rất là to như vậy. Thì điều này nó thật sự cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của mình, như là những cái quảng cáo hay những cái sản phẩm hiện tại mình đang PR, và những dự án phim của mình thì cũng có bị ảnh hưởng. Nhưng mà đây cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ với cả các bạn, là mong mọi người hãy suy nghĩ và bỏ qua cho mình. Vì ai trong đời thì cũng mắc phải những cái lỗi lầm cả, và điều này thì mình thật sự không cố ý, và mình sẽ để ý hơn để có thể sử dụng sau này khi mà đi đâu hay là làm gì mình cũng phải chú ý hơn những cái lời nói, những bài hát sử dụng làm sao cho phù hợp trong hoàn cảnh hơn, chứ không có để sự cố đáng tiếc mình xảy ra nữa. Mong mọi người hãy bỏ qua cho mình và tiếp tục ủng hộ mình trong những dự án âm nhạc tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hiền Trâm đến cuối cùng.